Khi bị động thai, ngoài việc nghỉ ngơi đầy đủ, tránh stress, trẻ em nên bổ sung các thực phẩm có khả năng an thai, cải thiện sức khỏe cho mẹ và bé để thai kỳ được ổn định. Hãy cùng tham khảo ngay top 5 thực phẩm an thai dưới đây nhé. 1. Cá chép. Đứng đầu danh sách các thực phẩm tốt cho bà bầu bị động thai đó chính là cá chép. Thực phẩm này có tác dụng an thai, bổ tỳ vị, thông tiểu, kích thích tuyến sữa cho mẹ trong những tháng cuối thai kỳ, đồng thời giảm ho, chống lở loét. Ngoài ra, cá chép còn bổ sung nhiều chất đạm, sắt, kali, natri và omega 3 rất tốt cho sự phát triển của trí não, thần kinh cũng như là khung xương của thai nhi, giúp em bé trong bụng phát triển toàn diện và bồi bổ sức khỏe cho mẹ. 2. Bí đỏ. Một thực phẩm mà bà bầu không nên bỏ qua khi bị động thai đó chính là bí đỏ. Loại bí này được xếp vào nhóm thực phẩm có khả năng an thai, cải thiện khả năng miễn dịch, giúp mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, bí đỏ còn cung cấp nhiều vitamin A giúp phát triển thị lực cho thai nhi. Hàm lượng chất xơ phong phú được tìm thấy trong thực phẩm này cũng hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên, giúp giảm thiểu nguy cơ bị táo bón, bệnh trĩ trong thai kỳ. Nhờ vậy, chị em tránh được tình trạng phải giãn mạnh khi đi cầu, hạn chế tối đa những tác động đến bào thai. 3. Lá tía tô. Lá tía tô được sử dụng như một vị thuốc an thai tự nhiên cho bà bầu. Thực phẩm này có tính ấm giúp giảm ho, ngăn ngừa cảm cúm, làm tăng tiết mồ hôi, thải độc, hỗ trợ tiêu hóa, giúp phụ nữ mang thai ăn uống ngon miệng và có sức đề kháng tốt hơn. Mẹ bầu có thể tìm mua thực phẩm này rất dễ dàng ngoài chợ. Khi mua về, chị em nên rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng, dùng ăn sống hay thêm vào các món canh và cháo đều được. 4. Lá sen, hạt sen. Lá sen thường được sử dụng để nấu nước uống cho bà bầu bị động thai. Nó có tác dụng an thần, làm thư giãn các cơ, giảm co bóp tử cung, ngăn ngừa nguy cơ bị sảy thai. Sử dụng nước lá sen còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho bà bầu như làm giảm mỡ trong máu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bổ sung nhiều vitamin C, chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào thần kinh cho thai nhi, tăng cường lưu thông máu và ổn định huyết áp. Trong khi đó, hạt sen cũng chứa các hoạt chất có khả năng gây an thần nhẹ, giúp bà bầu giảm bớt lo lắng và căng thẳng khi mang thai. Thực phẩm này còn cung cấp nhiều protein, lipid, canxi, photpho, kali và chất xơ giúp bà bầu kiểm soát cân nặng, chống mệt mỏi, ổn định huyết áp và hỗ trợ thai nhi phát triển tốt. 5. Đậu đen. Theo y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt, tính bình giúp giải nhiệt, tiêu độc, bổ máu, giúp làm tăng lưu lượng máu đưa dưỡng chất và oxy vào nuôi dưỡng bào thai. Đây cũng là thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Trong đậu đen, chúng ta có thể tìm thấy được hầu hết các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi như chất béo lành mạnh, chất xơ, protein, kẽm, sắt, canxi, vitamin nhóm B. Sử dụng đậu đen trong thời gian bị động thai sẽ giúp dưỡng thai, bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, các mẹ cũng nên lưu ý chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều đậu đen có thể làm giảm khả năng hấp thu chất sắt và canxi. Bà bầu có thể hàn, đang bị tiêu chảy hoặc có vấn đề về dạ dày thì không nên dùng đậu đen. Phía trên là top 5 thực phẩm giúp mẹ bầu an thai. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Hẹn gặp lại với những thông tin hữu ích khác.